Chào mọi người nhé, hôm nay em có mấy cái laptop giới thiệu bán người Thứ nhất là con laptop của Lenovo dòng ThinkPad nhé Quay model của nó X260, nó chạy chip i5, RAM 8 gb SD của nó 256GB Màn rộng 12.5 inch, em bán người giá là 2 triệu 8 nhé Giá này đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn Còn 2 triệu 6 nhé Ngoại hình thì nó hơi sức theo thời gian một chút thôi các cổng kết nối của nó thì có chân sạc này, cổng HDMI này, chân USB này, đằng trước thì không có cổng kết nối đâu cả. Bên này thì có chân cắm tai nghe 5 này, chân USB này, chân cắm thể nhớ này, chân mạng LAN nhé. Đây, mặt dưới này. Mên mạch thì cam kết mọi người là zin 100% rồi. Chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả. bàn phím đẹp nhé. Không có bị mờ và bong chóc phím đâu cả. Đây, con này có cả mở khóa bông vân tay này. Tớp bát ngon này. Màn rộng 12.5 inch. Đẹp nhé. Không có bị ám ố gì nhé. camera, micro thứ đều ok nhé. Đây, có hình chi tiết của nó đây. Con này nó chạy con chip chip coi 5 6300U này. Giam 8 ghi và đang chạy Windows 11 nhé. 64 bit. Ồ, cứng lưu trữ của nó là ổ 256 g nhé và đã được chia làm hai ổ rồi một ổ Windows một ổ dữ hiệu thì nó sẽ an toàn dữ hiệu hơn cho mọi người nhé fi mọi chức năng thì đều ok hết nhé bản này con này mở rộng là 180 độ đây nên mọi người sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn nhé con này em bán người giá 2 triệu 8 mọi người không lấy sạc sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn còn 2 triệu 6 nhé còn con này nó còn laptop của Vio nhé một con máy của Nhật này con này model của nó là S131 nó chạy chip i7 RAM 8 g SD 256 g màn rộng 13.3, nhé bán người giá là 3 triệu 9 nhá. Giá này đã bao gồm cả sạc rồi. Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200.000, còn 3 triệu 7 nhá. Ngoại hình thì nó hơi xước theo thời gian một chút thôi. Con này là vỏ kim loại nhá. mặt trên cũng kim loại và mặt dưới cũng kim loại nhá. Đấy vỏ thì kim loại nguyên khối này. Thiết kế thì rất là mỏng nhẹ. Con này nhẹ chắc chỉ khoảng tầm 7 800 900 g thôi. Em cầm hai ngón tay rất là thoải mái luôn nhá. Rất là nhẹ các cổng cái lối của nó thì nó có chân sạc này chân usb này đằng trước mỏng nên nó không có cổng kết nối đâu cả bên này thì có khe cắm thể nhớ này chân cảm anh em chấm năm chân usb hdmi mạng lan vga nhé mặt dưới này bên mạch thì cũng cam kết mọi người là zin nét rồi chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả mặt trên này kim loại này nhìn rất là đẹp nhé vân vần xước nữa cực kỳ đẹp tớt bát ngon nhé bàn phím này nét căng luôn không có bị mờ và bong chóc phím nó vào con này phím nét này sáng quắc luôn nhé mọi người làm việc buổi tối rất là tiện con này nó chạy con chip coi i7 nhá 6500U này RAM 8 gb và nó chạy Windows 10 là 64 bit vô cứng lưu trữ của con này nó là ổ SD 256 gb nhá SD 256 gb đã được chia làm hai ổ rồi một ổ Windows một ổ chứa nhiều nhá Đấy, mọi thứ đều ngon hết nhá phím phiếc các thứ này đẹp nét căng luôn thiết kế mỏng nhẹ nữa mỏng nét nhá bán người là 3 triệu mọi người không lấy sang thì còn 3 chỗ 7 nhá còn con này là con laptop của Dell này Con này là con của Dell nhé Model của con này nó là 5300 Nó chạy chip i7 ra 16GB SD của nó 512GB Màn rộng 13.3 Em bán người giá là 6 triệu 6, 6 Giá cũng đã bao gồm cả sạc nhé Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ trong người 200 nghìn Còn 6 triệu 4 thôi Ngoại hình thì cũng còn rất là ok Nó chỉ hơi gọi là sức nhẹ tí đi theo thời gian thôi Các cổng kết lối của nó thì có chân sạc này Chân tay C này, cổng HDMI chân USB nhé đằng trước thì nó chỉ có đèn báo nguồn báo sạc thôi bên này thì có chân cắm tay nghe 1.5 này chân cắm thẻ nhớ này chân USB này mạng lan nhé mặt dưới này bên mạch thì cam kết mọi người là zin rồi nhìn qua khe tản nhiệt này mới kính con luôn chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì nhé con này bàn phím đẹp này không có bị mờ và bong chóc phím nào nhé Đấy, còn con này phím của nó cũng là phím nét nhé đây em sẽ mở phím nét cho mọi người xem này à, phím nét này để sáng quắc luôn nhé mọi người làm việc uh, buổi tối nó cũng rất là tiện tớp bát ngon này màn rộng uh, 13 chấm bay đẹp không có bị ám gì nhé và viền màn này mỏng đét thôi Con này nó có mở khóa bằng khuôn mặt phay đi này camera micro thứ đều ok nhé đây nó có cá trượt để che cam này mọi à, người trượt nó có một chấm đỏ đây thì nó, nó che cam để tránh hết cam nhé à, đây cá trượt che cam để có mở khóa bằng khuôn mặt phay đi và màn hình của nó là màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhé con này nó chạy con chip coi 7 này 8665U này, ra 16 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit. Ổ oh, cứng lưu trữ của nó là ổ SD 512 GB. Cũng đã được chia làm hai ổ rồi, một ổ Windows, một ổ chế liệu nhé nó sẽ an toàn dữ liệu hơn nhé Wi-Fi mọi thứ đều ngon nhé à, Bản đề mở rộng là 180 độ nên mọi người sẽ có nhiều góc nhìn để làm việc hơn nhé để em sẽ cho mọi người xem uh, cái uh, vào uh, YouTube em nớt thử cái cảm ứng cho mọi người xem nhé. Uh, YouTube này. Cảm ứng nói chung là rất là mượt mà. Nó cảm ứng đa điểm rất là mượt nhé này nướt này cực kỳ mượt luôn dùm zoom riêng các thứ này nướt cảm ứng rất ngon nhá cực kỳ mượt máy của đeo nhá bán về sáu triệu sáu mọi người không lấy sạc còn sáu triệu tư thôi năm ba không không nhé còn con này là con laptop của Toshiba này, dòng Dynabook nhá Đấy, con này uh, model của nó là T65, nó chạy chip i7 ra 12 g SD của nó là 256 g màn rộng 15.6 inch, em bán với giá là 5 .4 triệu tư. Giá này thì đã bao gồm cả sạc nhé, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người uh, 200 200 nghìn, còn 5 .2 triệu 2 thôi. Ngoại hình cũng còn rất là đẹp luôn, nó chỉ gọi là hơi sức lông mèo tí đi thôi. Nhìn rất đẹp nhé. Các cổng cái lối của nó thì nó có mạng LAN này, ổ đĩa CD này, chân cắm USB này, chân cắm anh em 1.5 này. Đằng trước thì nó chỉ có đèn báo nguồn báo sạc thôi cái này thì có khe cắm thể nhớ này chân USB HDMI nhá, chân sạc nhá. Mặt dưới này, ở bên mạch thì cam kết mọi người là zin test rồi. máy của Nhật nhá. còn máy nhập nguyên chiếc của Nhật chưa? Bàn phím này đẹp này, nét căng luôn. Không có bị mờ bạc bong chắc phím nào cả. Và bàn phím con này nó là bàn phím full size có cả bàn phím số nhá. Mọi người làm việc liên quan số rất là tiện, tớt bát ngon nhá. Cấu hình thì rất là ok. Con này nó chạy con chip có i7 nhá. Đây nó chạy chip Core i7 7500U này, ra 12 g và đang chạy Windows 11 là 64 bit nhé. Bộ cứng lưu trữ của nó nó ổ SD 256 g và cũng đã được chia làm hai ổ rồi, một ổ Windows, một ổ chứa nhiều nhá. wi-fi mọi thứ đều ngon hết. Đấy thì còn rất là đẹp nhá. Giá của nó 5 triệu tư thôi, mọi người không nên sạc chỉ trừ 200 000 còn 5 ,2 triệu 2 nhá. Còn con này là con laptop của Lex một con máy cũng là máy của Nhật nhá con này uh, model của nó là LS700 uh, có nó chạy chip i7 ra 12 g Có này nó sử dụng hai ổ cứng một ổ SD 128GB và ổ HDD 1000GB nhé Đấy, tổng của nó là 1128GB mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé bàn rộng 15.6 inch em bán với giá là 5 triệu 9, 9 giá đã bồm cả sạc thôi mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200.000 nhé còn 5 triệu 7 thôi đấy, ngoại hình nó chỉ gọi nó hơi xước nông mèo tí tí thôi một con máy của Lex, máy của Nhật nhá. Các cổng kết lối của nó thì có chân sạc này, mạng LAN này, HDMI, chân USB này, chân cắm tai nghe 3.5 này, chân tai C này, cảm thể nhớ này. Đằng trước thì không có cổng cái lối đâu cả. Bên này thì có ổ đĩa CD nhá. Đây, mặt dưới này, bên mạch này, mọi người nhìn này, sáng choang luôn. Không có tí bụi bẩn hay gì đâu nhá. một con máy của Nhật nhá. Lex này. Đây, bàn phím nhá. Đẹp, nét căng luôn máy của Lex này, máy của Nhật nhá. Tên model này NS700 này. Con này bàn phím này, nét căng luôn và cũng ba bàn phím full size có cả bàn phím số nhá. mọi người làm việc liên quan số rất là tiện. Đây, mặt trên này. Rất là đẹp luôn, tơ pad ngon nhá. Mà rộng 15.6 inch, đẹp không có bị ám ố gì cả. camera micro thứ đều ok. Con này nó đang chạy có Windows 11 này. Nó chạy chip i7 đó, i7 nhá, 8550U này, ra 12 g và đang chạy Windows 11 64 bit nhá. Và ổ cứng lưu trữ của nó thì rất là cao. Ổ lưu trữ của nó là ổ SD 128 g đang chạy Windows này, ổ HDD 1000 g nhá. Đấy, tổng của nó 1128 g mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé, ổ cứng lưu trữ rất là cao, mọi chức năng thì đều ok hết nhé quay về này cũng mở rộng nó 180 độ này nên mọi người cũng sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn nhé mọi chức năng thì đều hoàn hảo ok hết máy đẹp nhé 5 chữ 9 mọi người không lấy sạc thì còn 5 chữ 7 nhé thì ở trên đây những máy hôm nay em bán mọi người mọi người này máy gì cứ nhắn qua Zalo sổ 0344 9946 cho em nhé Ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người